Thái. Dạ. Anh xin có thể giới thiệu cái thiết bị mà anh mới sáng chế ra được không? Dạ, bây giờ em cũng chia sẻ với mấy anh ở đây và anh Sĩ. Thì cái nông cụ này là do em tự sáng tạo để đào đặt ống nước sạch nông thôn mới của tỉnh mình nè anh Sĩ. Thì bây giờ là trong cái quá trình làm á, thì cái nông cụ này em đã bán đi phế liệu cũng 4 cái rồi. Bán đi 4 cái rồi. Thì tới cái thứ tư này, thứ năm này em mới thành công nè. Tức là bỏ ra hết 4 cái rồi đó. Đúng rồi. Mà tốn cũng nhiều tiền hả? Tốn cũng nhiều tiền anh. Cái bán thiết bị này có cấu tạo làm sao? Nó là cũng là bánh răng chuyển động thôi. Nhưng mà mình lấy loại bánh răng cũng của Nhật mà loại lớn nhất. Dạ, còn đây là mũi này nè anh Sĩ. Đây là mũi này là mũi hợp kim. Mũi hợp kim là mình chế luôn hả? Không, cái này mình mua của Đức hoặc của Trung Quốc. Còn cái bánh này để đào á? Bánh đào là mình làm, chỉ mình mua cái lưỡi thôi. Mũi đó để đào đắp cái hết. Đúng rồi. Còn cái bánh này là tự chế gia công luôn. Tự gia công tại công ty mình hết. Cơ sở Quốc Thái ha. Dạ dạ. Nay lên công ty rồi. Lên công ty luôn rồi. Lên công ty rồi ha. Lên doanh nghiệp rồi. Là nguyên cái vàng này là kêu bằng cái gì? Về nông cụ đào đặt ống nước sạch của nông thôn mới mình. Nó vận hành là nhờ cái đầu kéo. Dạ, rồi đầu kéo mấy cái. Bao nhiêu mã lực? Từ 72 mã lực tới 120 mã lực. 72 tới 120 mã lực. Dạ. Như vậy là cái công suất nó đào mỗi một giờ được bao nhiêu? Một giờ khoảng tầm 300 mét rồi nè. 300 mét. Dạ. Như vậy thì so với mà đào thủ công thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều ha. Đây giờ chú hai. Dạ. Chú hai. Bây giờ do so tới đào thủ công mình so như chú, nãy giờ chú máy là chú thuê anh Thái làm hả chú? Dạ thuê chú Thái làm đi. Chú thấy hiệu quả hay sao? Hiệu quả này rất gọn lẹ nữa. Dạ. Tiện lợi cho cái trạm nước làm rất nhanh. Nếu mà chú thuê của anh Thái này là bao nhiêu tiền? Tính ra là một đoạn đường bị tính đoạn chứ không có tính thước. Thành thử ra cái đoạn 500 thước mà 10 triệu. 10 triệu ha. 500 thước mà 10 triệu. Như vậy thì nếu mà thuê nhân so với thuê nhân công thì sao chú? Thuê nhân công chắc cũng phải 13 14 triệu à. 13 14 triệu. Mà làm thì lâu hơn ha. Làm lâu hơn mấy ngày nữa. Mấy ngày. Trong khi này thì mình chỉ làm chỗ chú Thái nói đâu khoảng 3 4 tiếng. 3 tiếng đồng 3 4 tiếng đồng hồ là xong. Rồi xong. Mà không có ảnh hưởng gì tới cái lộ hết ha. Không ảnh hưởng tới lộ. Nhưng mà cái này nếu mà đào tay đá sỏi thì đào cũng vất vả ha. Dạ, khó khăn lâu lắm. Dạ. Là chú mới làm thuê làm đầu tiên hả? Mới lần đầu tiên. Cũng mới biết, mới chỗ nghe chỗ quản giới thiệu mới biết thôi. Chắc ở đây chưa ai biết cái thiết bị này. Chưa ai biết hết. Ở khu vực này chỉ của mình tôi biết trước là làm trước thôi. Đây là chú hai này là chỗ gì quên rồi ta. Chú là ở cây nước gì? Hợp tác nước ấp Bình Thuận á. Ấp Bình Thuận xã này là xã gì? Xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo ha. Dạ dạ. Dạ. Đây là những anh em trong chung trong ban quản lý của tổ hợp tác ha. Dạ dạ. Hướng tới mình còn làm nữa không? Làm rồi, cái hướng này làm rồi đó. Dạ, đúng luôn luôn rồi chứ. Cũng còn nữa. Còn nữa. Nếu mà sau này tiếp tục cải tạo ống thì có là tiếp tục ký hợp đồng ha. Dạ dạ. Lưu lưu lại cho con xin tấm hình chú hai. Chụp chụp mẹ em tấm anh sẽ. Nếu mà chọn gói nguyên cái bộ thiết bị này là nhiêu tiền, kể cả cái thiết bị này đào với cái đầu kéo luôn. Nếu mà cái xe là 220 triệu. Còn cái đào này là 130 triệu là có cái ủi đầu. Là tổng số là 350 hả? Dạ dạ 350. 350. Còn nếu mà người ta có đầu kéo sẵn thì ta khỏi chỉ một cái này thôi. Đúng rồi. Vô. Dạ dạ. Cái đầu kéo nhưng mà nó phải đảm bảo cái mã lực ha. Đúng rồi anh. Tối thiểu là phải nhiêu? Ít nhẹ 72 hả? Yếu nhất là phải 72 mã lực. 72 mã lực. Dạ từ 70 mã lực trở lên là sử dụng được. Rồi giờ anh phải vận hành thử ha. Dạ dạ. Anh chạy thử rồi sao? Rồi để em vận hành. Cái đầu máy này là Văn Ma hả? Văn Ma của Nhật luôn hả? Dạ, Văn Ma của Nhật. Thank you.
Thank you.